Hơn cả thiệt hại về tài sản, thương vong về người do các vụ cháy là điều đáng lo ngại nhất. Tại Thái Nguyên, nhân viên một quán cà phê đã bị thương khi quán bị cháy vào chiều ngày hôm qua. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 20 tháng 9 tại khu vực lán Lễ Tân và pha chế đồ uống của một quán ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội, khiến nhân viên không kịp dập lửa tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy khiến một nhân viên của quán bị thương, đang điều trị tại bệnh viện. Một số tài sản của quán bị thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ bình ga gây hỏa hoạn.